Thank you.
Thơm lắm các bạn. Đặc biệt với ở cái mì này nè, là mình xào với lại cái nước sốt mà mình lấy từ gạch gạch tôm á, nên cái vị nó rất là thơm, rất là đậm vị luôn. Còn đây là miếng thịt tôm nè các bạn, rất là to luôn, thơm lắm. Thịt tôm rất là chắc. Đây là tôm hùm Úc nha mọi người. Đây là một món rất là ngon, nên là nếu có dịp thì các bạn cũng nên thử một lần. Cảm ơn mọi người. Bye bye.